Chào cả nhà, em là Quỳnh Thanh. Hôm nay là em lên sóng con Tina cho anh em về chơi Tết nha. Con này em dọn chi chít đồ chơi luôn. Nguyên cái tủ kiến có nhiều đồ chơi là em vô xe hết. Đây. Đầu tiên em quay tổng quan cho mấy bạn tham khảo chiếc xe này trước nha. Rồi em sẽ đi vào chi tiết xe, giá cả với giấy tờ cho các bạn nắm thông tin xe luôn nha. Biển số hiện tại của xe là 65B254020. Giấy tờ thanh lý hải quan. Con này rồi đã thanh lý lên số loại 125 của Novadat luôn rồi nha các bạn. Anh em mua về là khỏi sợ luôn. Muốn dọn Novadat hay là Tina gì đều được nha. Thì hiện tại thì em giao theo hiện trạng xe thôi. Anh em mình cứ nắm vào hiện trạng xe được thì anh em mình chốt giao dịch nha. Nói chung là theo cá nhân em nhìn bên ngoài á, là chiếc xe này là hiện tại nó đã full đồ rồi. Anh em mua về cái việc đổ xăng thôi chứ không còn dọn thêm nữa trên á. Còn mấy bạn nào mình không thích muốn về gin thì cái đó thì anh em tự về. Là những món này dù gì nó cũng giá cái thành nó cũng cao hơn những món đồ gin của bạn nhiều lắm ha. Đây. Này chắc là tay thắng 1-1 rồi nhưng mà làm chuẩn nha, đẹp. Còn tay côn CGG này là chắc hàng xịn nè. Đó. Tăng chỉnh đầy đủ luôn nha các bạn. Đây, tăng chỉnh đầy đủ luôn. Xe là dọn full nóc GT luôn. Full nóc GT xịn luôn nha. GG5 chuẩn GG5 luôn nha các bạn. Đĩa nó vẫn còn là đi đĩa Nova, mâm Nova nha các bạn. Mâm Nova 6 cây. Cái này là nó sơn theo kiểu K10 á. Như mình sơn theo kiểu K10 á. Chét lòng nữa nè. Như là ở ngoài như là mình tiện vậy đó. Thật chắc ra là nó tẩy á, nó tẩy rồi nó đánh bóng lại. Heo game bồ, dây dầu đồ chơi đầy đủ hết. Bình dầu đồ chơi nữa nè. Xe đẹp quá. Ai, cũng... đẹp, đẹp không? Đẹp chứ. Ủa mới bấm luôn hả? Mới bấm bị số luôn hả? Đồ 00077 quá VIP. Con này giá 70 mấy triệu. Hải quan hay thanh lý hải quan. Mấy này nó ít hải quan chính ngạch lắm, toàn thanh lý hải quan không à. Anh về à? Dạ. Rồi. Giá xe hiện tại là 70 mấy triệu nha các bạn. Bao hồ sơ chính chủ thanh lý hải quan, sang tên rút nhập toàn quốc luôn nha. À, còn tại vì chiếc xe này nhiều đồ chơi quá nên em hướng về em review đồ chơi xe sơ sơ thôi. Chứ thiệt ra là chiếc xe thanh lý hải quan Novatina thì 6X, 7X thì giá chuẩn của nó rồi ha mấy bạn. Nói chung là anh em mình có theo dõi trên cái Facebook chứ YouTube của cửa hàng thì anh em cũng biết rồi đó. Những chiếc xe Tina thanh lý hải quan thì giá 6X, 7X rồi. Riêng con này thì nó được số đồ chơi nó có sẵn thôi. Nói chung là em bán xe này không thật cắt ra là không có kèm đồ chơi ha. Nó chỉ là giấy tờ thanh lý hải quan xịn. Nó ra số loại 125Z nha. Là số loại 125 của Novadat luôn nha. Đó. Rồi bạn nào mà mình thắc mắc hay là cần tư vấn xe con này thì cứ ghé trực tiếp cửa hàng ha. Địa chỉ số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Số điện thoại là 0939 080 609 nha. Gặp trực tiếp anh Dũng luôn ha. Rồi kế tiếp là về phần giấy tờ hồ sơ bên em là bao gút 100%. Còn phần nhập anh em muốn nhập dịch vụ thì cửa hàng vẫn có hỗ trợ nhập cho anh em nhập dịch vụ. Dịch vụ ở đây là có nghĩa là bên em tiến hành rút hồ sơ xong rồi kế tiếp là đi nhập cho các bạn luôn. Đó là nhập dịch vụ. Chi phí nhập đó là tùy theo tỉnh của mình. Đó. Ngoài ra thì xe có nhận giao lưu với hỗ trợ góp cho các bạn luôn. Trường hợp con này em vẫn hỗ trợ góp như là xì bo ha, trả trước 70% giá trị xe thì anh em lấy xe về nha các bạn. Giá xe hiện tại là 7X. 70% với chị xe thì anh em cứ căn theo 70 mấy triệu đó thì mình chia ra mỗi tháng anh em đóng nhiêu tiền đó thì tùy theo thu nhập cá nhân của mỗi người đó. Là có gì alo trực tiếp cho em tư vấn ngay cái mức mà anh em cần luôn thì cho nó dễ nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha, kính chúc cả nhà một năm mới vui vẻ.
bình an phát tài nha. Rồi.